Bạn đã từng nhìn thấy Superman bay xuyên màn mây, nhìn Spider-Man đu qua các tòa nhà, nhìn Aquaman lướt qua các đại dương. Ok, đó chỉ là những siêu anh hùng với những siêu sức mạnh trong trí tưởng tượng. Thế còn Batman, những siêu anh hùng đời thường thì sao? Chả lẽ thế giới không có nổi một gã có vấn đề về tâm lý, cộng là tỷ phú, cộng mồ côi, cộng biết võ, cộng có thể bay qua các tòa nhà và truy đuổi các tội phạm? Có quá khó để mà đòi hỏi không? Nhưng mà thật sự đấy, chỉ có mình tôi nghĩ rằng làm siêu anh hùng là thật ngầu sao? Đấy không phải tôi, đấy chỉ là thằng cha trốn trại nào đó. Tôi không ngu, nếu có thì cũng chỉ bằng 1/4 thằng cha đó là cùng. À quên, chưa giới thiệu, tôi là Dave. Ông trời khá là bất công với tôi. Tôi có một ý chí bất khuất của một chiến binh, nhưng lại không có một cơ thể đủ khỏe để phát huy ý chí đó. Ở trường tôi là top 3 những thằng loser nhất. Đây là top 1 và top 2, Marty và Todd, aka hai thằng bạn thân của tôi. Siêu năng lực duy nhất của bọn tôi là trở nên vô hình với bọn con gái. Ở thế giới của bọn tôi không có nhện phóng xạ, không có sức mạnh nào từ ngoài vũ trụ. Mẹ tôi mất, nhưng không phải vì bị bắn trong hẻm tối khi đeo cái vòng ngọc siêu đắt tiền, mà là vì bệnh. Và ba tôi thì còn sống, nên tôi mới chỉ có 1/2 điều kiện để trở thành Batman. Hay là... À mà thôi, tạm bỏ qua chuyện đó. Thằng này là Chris D'Amico, bố nó là trùm trong thành phố. Nghe tên nó đã thấy có tướng làm vua hải tặc rồi, chả có ai dám động đến nó. Còn tôi thì ngày nào cũng phải đối mặt với bọn bắt nạt. Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt. Có thằng mặc đồ đen vào đánh bọn em. Ý mày là có một thằng mặc đồ đen lấy hết hàng của tao? Nghe cứ như là Batman thế. Em thề thằng đó rất kinh. Vậy theo mày, thằng siêu nhân này nó cứ thế vào và lấy hàng của tao thôi à? Là Batman ạ. Siêu nhân mặc áo xanh ạ. Nó chỉ mặc áo đen thôi chứ Batman cái gì. Tóm lại là hàng tao mất rồi. Vâng ạ. Nhưng lúc này tôi còn chưa biết về gã đồ đen đó. Tôi còn đang bận khui kiện hàng từ eBay, một bộ đồ người hùng kèm xịp gen. Vì không có thì sẽ rất bó. Thực ra mà nói trông cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Tôi còn thấy nó khá ngầu. Mặc đồ này ra đường phàng nhau thì hết sẩy con bà bảy. Ở cách đó không xa, một ông bố đang dạy cho con gái của mình cách để sinh tồn bằng cách bắn liên tục vào người cô bé bằng súng. Dĩ nhiên đó chỉ là một phần trong bài luyện tập của cô bé để trở thành cộng sự của bố cô bé, người hùng áo đen nọ. Còn tôi thì vẫn đang loay hoay với bộ đồ anh hùng mới. Người nhện luyện tập trong hẻm, tôi cũng thế. Người nhện nhảy qua mái nhà, chịu, người nhện vào mà làm. Nói chung là khởi đầu là siêu anh hùng thế này là được rồi. Trên đường về, tôi gặp ngay hai thằng đang định trộm một chiếc xe. Lạy chúa, đây chắc chắn là cơ hội của tôi rồi. Tôi mặc ngay bộ đồ anh hùng. Ê, yo, hai thằng cu biết đây là khu của ai không? Tao là kích chúng mày. Bọn tao làm sao? Không phải, ý là kiểu cái kích chúng mày ấy, đái chúng mày ấy. Thấy bọn này vẫn chưa biết sợ, tôi rút ngay cái côn Lý Tiểu Long giá 5 đô trên Best Buy ra. Và một thằng cũng rút dao ra, và nó cho tôi một nhát. Cái xe nào đấy cũng cho tôi một nhát. Nếu đây là comic thì tôi có thể dán cái băng keo cá nhân vào và đứng dậy. Nhưng đây là đời thật, và tôi phải đi cấp cứu ở một nơi xa. Ông trùm Frank bắt đầu phát giác về một kẻ phá đám đang phá hỏng các phi vụ trong thành phố. Đây chính là kẻ phá đám tôi quên chưa giới thiệu. Hai người này là người hùng xịn, họ là Big Daddy và Hit Girl. Đấy, tôi giới thiệu xong rồi. Đây là phim của tôi, nên là quay lại với tôi nào. Khi tôi được xuất viện, các bác sĩ đã giúp tôi giấu bố về bộ đồ siêu anh hùng. Những gì bố tôi biết là tôi được cứu trong tình trạng khỏa thân và bị đâm trong lúc cởi chuồng, nên ai cũng nghĩ tôi còn bị đâm nhiều lần ở chỗ khác nữa. Nhưng tất cả đều không quan trọng, tôi vẫn chưa từ bỏ làm anh hùng. Lần này có lẽ tôi nên bắt đầu nhẹ nhàng hơn, bắt đầu bằng việc lập tài khoản Facebook và đi tìm mèo. Tôi nghĩ tìm mèo còn dễ chán. Cái khó ở đây là mọi người nhìn với ánh mắt đánh giá vờ lờ. Đang bắt mèo giờ thì tôi thấy một vụ đánh hội đồng. Mẹ mấy thằng chó hỉ đồng hiếp yếu. Tôi lao vào giúp đỡ anh bạn tội nghiệp. Với kỹ năng thượng thừa của mình, tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng sau chuyến cấp cứu, người tôi giờ không khác gì Wolverine, trừ khoản có thể tự hồi phục và adamantium không có thật ra. Mọi người xung quanh bắt đầu móc điện thoại quay clip, nên lũ kia vội bỏ đi. Thật tuyệt vời vì điện thoại họ dùng chính là Galaxy M34, chiếc điện thoại tầm trung cực kỳ phù hợp với học sinh sinh viên. Bạn cần gì ở một chiếc điện thoại? Xem phim mà. Galaxy M34G5 có màn hình Super AMOLED lớn, thoải mái xem YouTube, Netflix, net như Ngọc Trinh. Chơi game à? Chiếc điện thoại này hoàn toàn có thể chiến tất tần tật các thể loại game mobile mà ai cũng thích. Cần dùng điện thoại lâu à? Chiếc Galaxy này có cục pin 6000mAh, hiểu đơn giản là một lần sạc có thể dùng đến 2 ngày. Chụp ảnh đẹp á. Với bộ ba camera 50MP thì bạn thừa sức ghi lại mọi khoảnh khắc sắc nét, xong rồi vứt ảnh vào sinh tu. KK một chút là trông nâng tầm nhan sắc ngay. Đặc biệt bạn chỉ có thể mua được màu bạc thời thượng tại Sephones mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Thêm một cái nữa là mức giá của nó không hề thay đổi. Bấm ngay vào link phía bên dưới nếu bạn không tin là có một chiếc điện thoại nào lại hợp vì đến như vậy. Tôi đã chiến thắng. Ý chí của tôi đã thắng. Không ngầu lắm nhưng mà tôi đã thắng. Những đoạn clip về tôi bắt đầu trở nên viral. Tôi nổi tiếng còn nhanh hơn cả idol TikTok.
Tài khoản Facebook của Kick-Ass nhảy follow liên tục. Tôi đã trở thành một hiện tượng. Điều nguy hiểm là mọi người bắt đầu muốn tìm ra danh tính của Kick-Ass, trong đó có cả ông trùm Frank. Mà kệ mẹ đi, vì đột nhiên KD, crush ở trường của tôi, nhắn tin và rủ đi cà phê. Tôi sướng như điên. Nhưng hóa ra là cô ấy có chuyện muốn tâm sự, và cô ấy nghĩ tôi là gay. Nhưng kệ, miễn sao tôi được ở gần KD. Cô ấy kể cho tôi về một tên quấy rối cứ làm phiền cô ấy mãi, và cô ấy đã thử gửi mail cho Kick-Ass. Và thế là tối đó, Kick-Ass đến dạy cho tên kia một bài học. Nhưng chắc là không phải bài tập đếm, vì bọn này đông vãi và lại còn bạm trợ. Đột nhiên một cô gái mặc đồ siêu anh hùng xuất hiện, đó là Hit Girl. Cô bé tự mình xử lý đám côn đồ và ra tay không hề nhân nhượng tí nào. Bố cô bé, người hùng áo đen, Big Daddy cũng xuất hiện. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình chỉ là thằng cu nghiện truyện tranh đua đòi làm anh hùng. Họ mới là những người thực sự đang chống lại cái ác. Về nhà với tâm trạng rối bời, Big Daddy và Hit Girl xuất hiện trong phòng tôi, dặn tôi khôn thì đừng có mà để lộ thông tin về họ. Và họ thấy tôi khá là có tiềm năng để trở thành siêu anh hùng. Nhưng giờ tôi sợ rồi. Tôi chỉ muốn là một cậu bé gay bên cạnh KD lúc này mà thôi. Sống thế này suốt kiếp cũng được. Về phía Big Daddy, ông có một người bạn thân làm cảnh sát tên Marcus. Và người cảnh sát này biết mọi thứ về Big Daddy nhưng không hề tố giác, mà chỉ cố khuyên can bằng lời nói. Ông trùm Frank ngày xưa đã gài Big Daddy khiến ông phải đi tù. Vợ ông không phải Emily, lúc đó đang mang thai. Bà tuyệt vọng uống thuốc ngủ để tự vẫn. Và các bác sĩ chỉ cứu được bé Mindy, tức Hit Girl. Nên khi ra tù, Big Daddy mới quyết tâm huấn luyện con gái để bố con cùng đi trả thù. Sau khi bị phá bĩnh nhiều lần, ông trùm Frank tưởng Kick-Ass là kẻ đứng sau vụ giết thuộc hạ của mình. Thế nên trên đường thấy Kick-Ass, Frank giết ngay. Nhưng hóa ra đấy lại chỉ là một đứa đang chơi cosplay. Frank bắt đầu đau đầu vì không biết phải làm thế nào để tìm được Kick-Ass thật sự. Thì Chris tiến vào và bảo là bố ơi, con có cách. Bằng cách trở thành anh hùng giống như Kick-Ass và đề nghị hợp tác thành Liên minh Công lý hay Avenger, đại loại thế. Frank đồng ý ngay. Và thế là Chris trở thành anh hùng với cái tên Red Mist. Chỉ một câu hẹn đơn giản, Chris đã lôi được Kick-Ass thật ra. Chỉ một vài câu nói đơn giản, Chris nhận ra thằng Kick-Ass này đần và không thể nào nó là sát thủ áo đen được. Nhưng Chris vẫn chở Kick-Ass đến nhà máy của bố mình, nơi có thuộc hạ đang chờ sẵn để thanh toán. Chỉ có điều lúc đến nơi, toàn bộ đã bốc cháy dữ dội, người bên trong thì chết hết. Chris liều mạng vào trong để lấy một con gấu trông có vẻ quan trọng, sau đó đến gặp bố mình. Con gấu bông thực chất là một camera giấu kín. Chris muốn quay lại cảnh lột mặt nạ Kick-Ass để câu view, nhưng vô tình quay lại được cảnh Big Daddy xử lý toàn bộ thuộc hạ của mình. Video này, Frank cử hết toàn bộ nguồn lực truy tìm Big Daddy, và chúng sẽ dùng Kick-Ass để dụ Big Daddy ra. Anh cảnh sát bạn thân Marcus biết chuyện liền thông báo cho Big Daddy. Nhưng Big Daddy không hề trốn chạy mà còn đẩy nhanh kế hoạch thanh toán Frank. Về phía tôi, vụ nhà máy kia quá sức rồi. Tôi thấy mệt quá. Tôi đến tìm KD để tiết lộ mọi sự thật với cô ấy. Không những không tức giận, cô ấy còn yêu tôi luôn. Chuỗi ngày hạnh phúc thực sự của tôi bắt đầu. Nhưng nhiều ngày sau, Red Mist gọi tôi liên tục và hẹn gặp. Nói gì đó về việc ông trùm Frank đang săn lùng tôi, và chúng tôi cần tập hợp những siêu anh hùng trong thành phố để chống lại Frank. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ và gọi điện cho Big Daddy. Ông ấy nhận lời gặp tôi, nhưng khi đến nơi, người của Frank ập vào. Chúng bắt tôi và Big Daddy, sau đó tra tấn hai bọn tôi công khai trước bàn dân thiên hạ. Bọn này đánh đau vai, không phải dưới đấy làm ơn. Con muốn chuyển sinh. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì làm siêu anh hùng rồi. Rồi ai sẽ chăm lo cho bố tôi bây giờ? Tín hiệu TV chợt tắt, Hit Girl xuất hiện. Cô bé hạ hết đám lính, nhưng đã quá trễ. Tôi chỉ hơi đau hai hòn bi, còn Big Daddy đã bị thiêu chết. Tôi cùng Hit Girl về căn cứ. Tôi muốn chăm lo cho cô bé khi mà hiện giờ cô không có người giám hộ. Dù gì thì tôi cũng có phần nào đấy trách nhiệm trong chuyện này. Ý tôi là phần lớn trách nhiệm, rất lớn. Nhưng cô bé lại không từ bỏ. Cô bé muốn kết thúc những việc mà cô và bố đã bắt đầu, tiêu diệt Frank D'Amico. Tôi chợt nhận ra, Hit Girl có tiền, có võ, mất cha, mất mẹ. Cô bé chính là Batman. Và hơn thế, tôi còn nợ Big Daddy một ân huệ quá lớn. Sau đó Hit Girl tiến vào xào huyệt của Frank. Cô bé giả vờ đi lạc và tiêu diệt toàn bộ lính gác. Chứng kiến một cô bé 10 tuổi một mình chống mafia, tôi buộc phải đến giúp cô bé. Kick-Ass cần phải trở lại. Trong lúc tôi di chuyển thì Hit Girl đã làm gần hết. Tuy nhiên sức người cũng có hạn. Cô bé vẫn chỉ là cô bé 13 tuổi, không thể nào ăn được mười mấy thằng vai hù thịt bắp. Và đó là lúc tôi xuất hiện với động cơ phản lực và hai khẩu sáu nòng. Không thể nói là tôi không ngầu được đâu. Chỉ còn lại Frank và Chris. Tôi lo phần khó, Chris, còn Hit Girl lo Frank. Khỏi phải nói, Chris không hề có tuổi với tôi. Nhưng Hit Girl bị Frank hạ. Tôi xuất hiện cùng khẩu bazooka. Frank chết. Tôi cùng Hit Girl rời đi. Cô bé tiết lộ tên thật với tôi, Mindy. Một thời gian sau, cảnh sát Marcus nhận nuôi Mindy và cô bé học cùng trường với tôi. Cuộc sống của tôi cũng vui trở lại. Chỉ có Chris, hắn đã kế nghiệp bố và thề sẽ trả thù Kick-Ass vào một ngày nào đó. Hai năm sau khi Frank D'Amico chết, giờ đây tôi đã trở thành biểu tượng của thành phố. Mọi người được tôi truyền cảm hứng đổ xô ra đường làm siêu anh hùng. Rất nhiều các anh hùng mới, hội nhóm mới được lập ra. Tôi bắt đầu nghĩ, mấy đứa hậu duệ của mình ngầu vãi, còn mình thì vẫn là một chú bé đần.
Thế là tôi tìm Mindy để đề nghị hợp tác, nhưng trong mắt cô bé, tôi vẫn là một chú bé đần. Đó là điều không thể nào phủ nhận. Và tôi đã xin được Mindy huấn luyện để trở nên mạnh hơn. Nhưng ngày sau đó tôi luyện tập chăm chỉ và đã mạnh hơn xưa khá nhiều. Tôi cảm giác mình có thể chấp Daredevil một mắt. Em có nghĩ mình nên dừng việc làm anh hùng lại không? Em không sợ chết à? Bố em không hề sợ chết. Thế bố em còn sống không? Không. Nói chung thì bố em là siêu anh hùng thật sự đầu tiên, không phải em, càng không phải Kick-Ass. Kick-Ass chỉ là chú bé đần, là anh đấy. Mindy nói đúng. Hôm nay cô bé rủ tôi đi làm nhiệm vụ. Cô bé lo phần hành động, tôi sẽ đóng vai một người gay. Thật sự đấy, đám côn đồ tiếp cận tôi vài tuần qua thực sự đã có tác dụng. Tôi đã đánh trả được chúng một chút và sau đó lại bị đánh. Mindy phải đến can thiệp. Sau đó cô bé phải bỏ chạy vì cảnh sát đến. Marcus nhận ra ngay đó là Hit Girl và về nhà tìm Mindy. Ông cấm Mindy dừng ngay cái trò siêu anh hùng và sống như một cô bé tuổi teen bình thường đi. Mindy đồng ý và cô bé từ chối việc hợp tác cùng tôi. Katie xuất hiện và tát tôi một phát. Cô ấy nghĩ tôi và Mindy hẹn hò, hoặc đó chỉ là cái cớ cô ta công khai chia tay tôi vì tìm được bạn trai mới. Trùng hợp thật đấy. Bây giờ thì Kick-Ass lại đơn phương độc mã, kẻ thù của tôi. Chris D'Amico, sau vụ việc năm xưa, đã bị mọi người xung quanh nghĩ là bị điên và không ai tin chuyện Kick-Ass giết Frank là sự thật. Chris cứ thế mà bị nhốt 2 năm trong nhà. Hắn ta nổi điên và vô tình giết chết mẹ mình. Giờ thì hắn cũng đã trở thành Batman. Hắn mặc bộ đồ trông như đồ chơi tình dục năm 90 và lấy cái tên Motherfucker, trùm tội phạm số 1 thế giới, với sự giúp sức của một tên thuộc hạ là Javier. Chris bắt đầu những vụ cướp bóc, quậy phá khắp thành phố. Hắn nhận ra phải có thể chất thì mới có thể trở thành siêu tội phạm. Thế là hắn book một người thầy dạy võ. Cứ đánh đấm thoải mái đi, không cần kiêng nể gì đâu. Bố mày giàu, đấm đau tay bỏ cụ. Mày, về làm cho tao. Tao sẽ gọi mày là Black Death. Thế là Chris bắt đầu tập hợp đội nhóm siêu ác nhân. Còn tôi cũng có hội nhóm của riêng mình. Đại tá, tiến sĩ trọng lực, điếm đêm, người côn trùng. Họ là những người có quá khứ thật sự đau thương nên mới quyết định trở thành người hùng. Bố mẹ tôi bị giết trong con hẻm trên đường về từ giáp hát. Sao nghe giống Batman ấy? Mày bịa ra đúng không? Mày là Marty. Thật kỳ quặc. Thằng bạn Marty của tôi giờ cũng làm anh hùng. Chúng tôi có đội nhóm, chúng tôi có căn cứ riêng. Chúng tôi đi tuần cùng nhau. Có hội anh hùng thật tuyệt. Hôm nay, chúng tôi có một phi vụ thật sự. Với sự dẫn dắt của đại tá, chúng tôi đã triệt phá được một ổ mại dâm và giải cứu rất nhiều cô gái tội nghiệp. Mặc dù tôi chả làm gì nhiều lắm, đại tá tự làm hết rồi. Nhưng thằng chó nào lên mạng lại đồn nhóm này là do tôi cầm đầu. Và Chris đã đọc được tin tức. Hắn sục sôi tìm kiếm đội nhóm của riêng mình. Thằng béo, ông châu Á, mẹ Nga, bọn chúng là tội phạm xịn, khác hẳn với mấy đứa dở hơi mặc đồ bó bọn tôi. Nhưng bọn tôi vẫn rất vui vì những gì mình đã làm được. Tôi và Marty quyết định sẽ rủ Todd gia nhập cho nó vui. Mày có thấy bộ đồ này trông như pin gai nhưng mà màu vàng không? Có sao đâu, ít nhất chim tao không bị bó. Thế còn tên mày thì sao? Whoop Ass, Kick Ass Man. Mày nhái tên tao đấy à? Thôi được rồi, Ass Kicker. Nếu chúng mày không cho tao có chữ Kick Ass ở trong tên thì tao nghỉ. Tao tự tìm hội của mình. Todd rời đi. Tôi nghĩ là mình hơi khắt khe với nó. Nhưng thực sự là tôi không cần thêm một thằng dở hơi mặc đồ bó. Người tôi cần là Hit Girl. Giờ này cô bé đang sống như một học sinh trung học, nhưng không như lũ ẻo lả ở trường. Mindy quá tài năng, khiến đám nữ sinh ghen ăn tức ở và chơi xỏ cô bé. Mindy tức tưởi về nhà tôi. Tình huống này kỳ quá. Tôi chỉ ôm cô bé một cái và cho lời khuyên thôi, không có gì đâu. Nhưng câu chuyện của Mindy chỉ là việc nữ sinh trung học. Việc của tôi nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi bố của tôi đã phát hiện ra tôi chính là Kick-Ass. Trả lời bố đi. Giữa một thằng nghiện ma túy và một thằng mặc đồ bó đánh người ngoài đường thì thằng nào tệ nạn hơn? Đã có ai chỉ cho bố cách đặt một mệnh đề so sánh chưa? Hai bố con tôi cãi nhau và tôi bỏ đi. Điều tương tự cũng xảy ra với Chris. Ông chú trong tù của hắn đã biết chuyện hắn thuê khủng bố về làm một nhóm tội phạm. Thôi ngay cái trò siêu anh hùng này đi trước khi quá muộn. Chú thì biết gì về siêu anh hùng? Trong series Titan tao là Batman đấy. Mày chưa biết tội phạm là gì đâu cháu. Nói xong, chú ra lệnh cho thuộc hạ giết luôn Javier vì bấy lâu nay đã giúp Chris làm trò con bò. Nhưng chính điều đó đã khiến Chris nhận ra chân lý cuộc đời. Tội phạm phải thế chứ. Hắn quyết định sẽ nghiêm túc hơn. Và hội liên minh công lý của chúng tôi là mục tiêu đầu tiên. Chris cùng đám thuộc hạ tấn công trụ sở của bọn tôi. Chúng giết hại đại tá và chặt phăng đầu ông. Sau đó chúng tìm đến nhà điếm đêm vì chúng biết cô ấy là bạn gái của tôi. Nghe nói em đã phịch cả siêu anh hùng. Thế còn siêu ác nhân thì sao? Sao đấy, làm nhanh lên. Tao không cương được. Siêu tội phạm chim nhỏ thế. Hay mày phịch nó hộ tao đi. Tội nghiệp cô gái bé nhỏ. Dù cảnh sát có đến, nhưng mẹ Nga là tội phạm xịn. À ta giết hết cảnh sát. Tin tức về đám người mặc đồ bó giết cảnh sát lan truyền rộng rãi. Cảnh sát bắt đầu bắt tất cả những ai mặc đồ bó ngoài đường, kể cả họ có là người tốt đi chăng nữa. Và Kick-Ass là ưu tiên số 1. Họ tìm đến nhà tôi. Bố tôi không muốn tương lai của tôi sống trong nhà giam nên đã nhận mình là Kick-Ass. Chuyện này thật điên rồ. Tôi không muốn bố mình bị liên lụy. Thậm chí có những kẻ còn muốn giết Kick-Ass. Nhưng bố tôi nói ông không sao và nơi này rất an toàn. Tôi không cần phải lo. Tin tức Kick-Ass bị bắt lan đến tai Chris. Hắn biết thừa bố tôi không phải là Kick-Ass. Đột nhiên Todd xuất hiện. Nó đã gia nhập đội quân của Motherfucker. Và nó vô tình tiết lộ thân phận Kick-Ass của tôi.
Vì thế, Chris ra lệnh cho thuộc hạ đến giết bố tôi. Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cho siêu anh hùng này cần phải được chấm dứt. Tôi đã hứa với bố là sẽ từ bỏ việc làm Kick-Ass. Đột nhiên đám người của Motherfucker xuất hiện và bắt tôi đi. Mini ra sức giải cứu tôi thoát chết. Chúng ta phải tìm thằng Motherfucker. Không dừng cho trả thù lại đi. Bố anh đã mất rồi. Thì anh nghĩ Batman làm gì khi bố mẹ mình mất? Về ôm đống tiền và khóc à? Điều quan trọng của một người hùng là phải biết vượt qua nỗi đau và hoàn thành mục tiêu. Mindy nói đúng. Chính tôi đã bày ra cái trò Kick-Ass này. Tôi phải chấm dứt nó. Và chúng tôi không thể làm được nếu chỉ có hai người. Trong đó Mindy là 99% sức mạnh. Tôi bắt đầu kêu gọi những người hùng khác. Một trận chiến cuối cùng, Avenger đối đầu Thanos. Nhưng đây không phải chuyện tranh, không phải phim ảnh. Đây là đời thực và sẽ có người phải chết đêm nay. Là tôi hoặc bất kỳ ai khác. Nhưng điều quan trọng là tôi phải kết thúc những gì mà mình đã bày ra. Như mọi khi, tôi lo phần khó nhất, Motherfucker. Còn Hit Girl sẽ lo mẹ Nga. Thế là dễ cho em ý rồi. Bọn tôi đánh cho đám tội phạm chạy mất dép. Thậm chí Todd hay ý tôi là Ass Kicker cũng đã trở về team làm người tốt. Chris phải bỏ chạy, tôi đuổi theo. Chính mày đã bày ra cái trò siêu anh hùng này. Người ta muốn làm tỷ phú, muốn ngủ với Alexandra Daddario. Còn mày, mày muốn mặc đồ bó ra đường và đánh nhau. Mày là thằng điên Kick-Ass. Tao chỉ muốn giúp người thôi. Sau khi phát biểu khá ngầu, tôi đã đánh bại được Chris. Mindy cũng đánh bại được mẹ Nga. Đám người xấu đại bại. Bỏ tao ra. Nếu được mày cứu thì thà tao chết còn hơn. Thế thì thôi, chết đi vậy. Motherfucker chết. Cảnh sát ập tới. Mọi thứ chấm dứt. Quãng thời gian vừa qua thật sự quá điên rồ. Tôi không nghĩ chỉ vì quyết định mua xịp gen trên eBay lại thay đổi xã hội đến vậy. Tôi chia tay Mindy. Cô bé sẽ rời thành phố một thời gian. Còn tôi vẫn chưa dừng chuyện làm siêu anh hùng lại được đâu. Nhưng nghĩ lại, anh hùng có thể là bất kỳ ai, miễn là giúp được người. Đây là đời thực. Tôi nhắc lại, đây là đời thực. Thế giới cần một người có thể bảo vệ được người khác, không phải một thằng dở hơi mặc đồ bó và cho mình cái quyền năng của chính nghĩa. Và đó là hành trình siêu anh hùng của tôi. Thật sự là nhà làm phim nên gọi điện cho tôi. Phim này nên có 3 phần. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.